xin lễ trường nhiệt liệt cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là cánh vàng chúc mừng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, xin được trân trọng kính mời Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thay mặt thường trực Ban trị sự trao tặng cánh vàng chúc mừng của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Phần quà tịnh tài của Hòa thượng Thích Huệ Công chuẩn bị. Xin lễ trường cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là phần quà tịnh tài chúc mừng của Hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin lễ trường cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là khánh vàng chúc mừng của Hòa thượng Thích Việt Hỷ, xin được kính mời quý vị cho khánh vàng của Hòa thượng về vị trí danh dự. Xin được cung thỉnh Hòa thượng Thích Việt Hỷ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng khánh vàng chúc mừng cho thượng tọa Thích Lệ Lạc, khánh vàng của đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu chuẩn bị. Đây là khánh vàng chúc mừng của Hòa thượng Thích Việt Hỷ. Xin lễ trường nhiệt liệt cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là khánh vàng chúc mừng của đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, phó pháp chủ ban thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vị chủ chùa Xá Lợi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, do ni cao lạp trưởng thành kính cung tỉnh thượng tọa Thích Phước Triều, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban nghi lễ trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện cho hòa thượng, phó pháp chủ hội đồng chứng minh, trao tặng khánh vàng chúc mừng cho thượng tọa Thích Lệ Lạc sáng hôm nay. Xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Đại lão hòa thượng hôm nay tuy đã 104 tuổi nhưng rất trân trọng tấm lòng của thượng tọa Thích Lệ Lạc đã gửi tặng khánh vàng chúc mừng. Xin lễ trường một lần nữa dương cao thắng dương tinh thần cao cả của đức trưởng lão hòa thượng, phó pháp chủ hội đồng chứng minh. Tiếp theo là phần tịnh tài chúc mừng của hòa thượng Thích Chí Minh, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Xin vàng chúc mừng của hòa thượng Thích Huệ Trí chuẩn bị. Đây là phần tịnh tài chúc mừng của hòa thượng Thích Chí Minh, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo Trà Vinh. Xin lễ trường cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là khánh vàng chúc mừng của hòa thượng Thích Huệ Trí, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cung thỉnh thượng tọa Thích Phước Nghiêm, ủy viên ban thường trực hội đồng trị sự, phó chánh văn phòng hai trung ương Giáo hội, thay mặt hòa thượng trao tặng lãnh khánh vàng chúc mừng của hòa thượng Thích Huệ Trí, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin lễ trường cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là phần quà chúc lãng hoa chúc mừng của hòa thượng Thích Huệ Thông, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban pháp chế trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Quảng Tiến, ủy viên hội đồng trị sự, phó chánh văn phòng hai trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban từ thiện xã hội Phật giáo trung ương, đại diện cho hòa thượng Thích Huệ Thông trao tặng lãng hoa chúc mừng. Xin lễ trường nhiệt liệt cho một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo xin được giới thiệu lãng hoa chúc mừng của hòa thượng Thích Thiện Thống, phó chủ tịch hội đồng trị sự, phó ban kiêm chánh thư ký ban tăng sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cung thỉnh đại đức Châu Hoài Thái, thay mặt hòa thượng Thích Thiện Thống, phó chủ tịch hội đồng trị sự, phó ban kiêm chánh thư ký ban tăng sự trung ương, trao tặng lãng hoa cao quý chúc mừng. Khánh vàng của thượng tọa, phó tổng thư ký chánh văn phòng hai chuẩn bị. Tiếp theo là khánh vàng chúc mừng của thượng tọa Thích Phước Nguyên,
Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng chúc mừng thành kính cung thỉnh Thượng tọa Quang Lâm vị trí danh dự trao tặng. Khánh vàng của Thượng tọa Thích Quảng Tiến chuẩn bị. Đây là khánh vàng chúc mừng của Thượng tọa Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là khánh vàng chúc mừng của Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và bắt tay chúc mừng. Tiếp theo là khánh vàng chúc mừng của Hòa Thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Trưởng Ban Kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng chúc mừng. Phần quà của Công ban Biên giới tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị. Xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng khánh vàng của Hòa Thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Trưởng Ban Kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế Trung ương. Kính trình chư tôn đức Ban Chứng Minh đang xin được nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là phần quà chúc mừng của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Trần Thấp Thắng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nhân dân quận 8 trao tặng phần quà chúc mừng của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8. Phần lãng hoa chúc mừng của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vũng Liêm chuẩn bị. Đây là lãng hoa chúc mừng của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vũng Liêm. Trân trọng kính mời ông Hồ Văn Hưng, Phó Bí thư thị trấn Vũng Liêm trao tặng. Đây là lãng hoa chúc mừng của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũng Liêm. Trân trọng kính mời ông Hồ Văn Hưng, Phó Bí thư thị trấn trao tặng. Xin liệt liệt một tràng pháo tay chúc mừng. Tiếp theo là chậu hoa tươi thắm chúc mừng của tập đoàn Sơn Rức. Trân trọng kính mời ông Võ Trần Chí Thịnh, đại diện Sơn Rức Tây Ninh trao tặng chậu hoa chúc mừng cho đại lễ sáng hôm nay. Tiếp theo là khánh vàng trao tặng chúc mừng của ông Bùi Tấn Đảm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị. Xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là khánh vàng chúc mừng của ông Bùi Tấn Đảm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm trao tặng chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông Thanh Long về vị trí danh dự để trao tặng khánh vàng chúc mừng cho đại lễ sáng hôm nay. Khánh vàng của bà Phan Kiều Thanh Hương chuẩn bị. Xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Khánh vàng chúc mừng của bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức xin được trân trọng đón nhận và tri ân bà Phan Kiều Thanh Hương. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, sáng lên đội địa Bộ Công an trao tặng chúc mừng cho Thượng tọa Thích Lệ Lạc, xin lễ trường cho một tràng pháo tay chúc mừng. Lãng hoa của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị. Trân trọng kính mời ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao tặng lãng hoa của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chúc mừng cho đại lễ khánh thành chánh điện chùa Hội An sáng hôm nay. Tiếp theo chuẩn bị là lãng hoa của Ban Dân vận Trung ương Đảng và Ban Dân vận tỉnh ủy Vĩnh Long, xin lễ trường nhiệt liệt cho một tràng pháo tay chúc mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đại diện cho Ban Dân vận Trung ương Đảng và Ban Dân vận tỉnh ủy Vĩnh Long, trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Vĩnh Long
trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại diện cho Ban dân vận Trung ương Đảng và Ủy ban dân vận tỉnh ủy Vĩnh Long xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Lãng hoa cục Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị. Xin trân trọng kính mời ông Hồ Văn Hưng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng lãng hoa chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Lãng hoa của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị. Đây là lãng hoa tươi thắm chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa chúc mừng của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long. Lãng hoa của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị. Đây là lãng hoa tươi thắm chúc mừng của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cung kính thượng tọa Thích Lệ Lạc Quang Lâm để đón nhận lãng hoa chúc mừng của Sở Nội vụ. Xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao tặng lãng hoa chúc mừng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Xin lễ trường cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng. Lãng hoa chúc mừng của ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị. Đây là lãng hoa chúc mừng của ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính mời ông thăng long về vị trí danh dự để trao tặng một chậu hoa tươi thắm chúc mừng. Lãng hoa của Quyền ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi chuẩn bị. Xin lễ trường nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của Quyền ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi trân trọng kính mời ông Trần Quốc Hợp, tỉnh ủy viên, bí thư Quyền ủy huyện Củ Chi trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Lãng hoa của ông Lê Anh Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy chuẩn bị. Đây là lãng hoa tươi thắm chúc mừng của Quyền ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi. Xin được nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa chúc mừng của ông Lê Anh Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Củ Chi. Xin được trân trọng kính mời ông thăng long về vị trí danh dự để trao tặng chậu hoa chúc mừng của ông Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phần quà chúc mừng của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.